dịch COVID-19 đang có diễm cao trong cộng đồng, đồng thời cũng là nguy cơ cao đối với an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc. Bệnh lây truyền từ nơi làm việc, bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua mũi họng khi ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc biệt. Biện pháp vệ sinh cá nhân thì vệ sinh, khử khuẩn môi trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ. Lây nhiễm bệnh tại nơi làm việc, khử các vị trí hay tiếp xúc. Bộ Y tế khuyến cáo, đối với nơi làm việc, khử khuẩn ít nhất 0,1 lần một ngày đối với nền nhà tường, bàn ngày đối với nền nhà tường, bàn ghế, đồ vật bề mặt có nguy cơ tiếp xúc và xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển, điện thoại dùng chung cần được khử khuẩn, tắt các thiết bị điện tử, công tắc đèn trước khi khử khuẩn. Đối với các bề mặt bẩn phải được trước khi khử khuẩn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa, khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa, đa năng dùng sẵn hoặc pha dung chứa khoảng 5% sodium hypochlorite theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt virus, hoặc dung dịch chứa 0,0 pha để lau các bề mặt. Lưu ý chỉ pha lượng đủ dùng trong ngày, không để dung dịch đã pha sang ngày hôm sau vì hàm lượng clo hoạt tính trong dung dịch không còn đủ để khử dụng, không chịu nước như điều khiển điều hòa, tivi, công tắc đèn, máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử dùng chung khác. Nên sử dụng dung dịch chứa ít nhất khuẩn bằng cách dùng khăn sạch nhúng vào cồn và lau bề mặt để khô tự nhiên, không rửa lại với nước. Lưu ý tắt các thiết bị điện tử, công tắc đèn, chứa khử khuẩn. Người làm vệ sinh cần đeo khẩu trang khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường nơi làm việc, phun hóa chất khử trùng chủ động. Dịch bệnh COVID-19 bằng máy xịt điện Takeo đang được sử dụng rộng rãi và hiệu quả. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc bình xịt điện Takeo TK16. Sự lựa chọn hoàn hảo để phun thuốc nông nghiệp, phun xịt vệ sinh tẩy rửa, phun thuốc từ sâu, diệt côn trùng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cấu tạo và công năng của chiếc máy này. Khi chúng ta mở thùng ra thì bên trong thùng chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành chính hãng của Takeo. Đây là cần xịt của máy. Đây là thân bình và dây xịt. Dây xịt của chiếc máy Takeo TK16 này thì được nối trực tiếp vào trong thân bình. Đây là lọc rác, adapter sạc bình ắc quy. Bộ bét xịt đi kèm theo máy. Đây là tay cầm van bi. Chiếc bình xịt điện Takeo TK16 này ứng dụng dòng điện một chiều cung cấp từ ắc quy để giúp cho bộ bơm bơm lên vòi xịt và phun thuốc ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại để sử dụng được chiếc máy Takeo TK16 này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp tay cầm vào trong dây xịt. Dây xịt này thì được làm bằng 3 lớp, rất là chắc chắn. Tiếp đến là lắp cần xịt vào trong tay cầm. Cần xịt này thì chúng ta có thể kéo dài và thu gọn lại.
Đây là bộ béc đi theo máy, gồm có một béc hoa sen, một đầu 3 béc, đầu phun 2 béc, một đầu 1 béc. Đây là đầu đồng dùng để phun xa hoặc là các bạn phun trên cao. Nút gài để giữ cần phun. Chúng ta lắp bên hông máy như thế này. Đối với chiếc máy bình xịt điện Takeo TK16 này, chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng các đầu xịt lại với nhau. Cánh cần xịt lên thanh giữ. Đây là mặt trước của máy. Phía trước thì chúng ta có đồng hồ đo điện áp ở trong bình ắc quy. Bên hông máy là công tắc. Đây là giắc cắm adapter và núm điều chỉnh tốc độ phun của máy. Chúng ta có thể điều chỉnh to nhỏ tùy mục đích sử dụng. Phía sau chúng ta có đệm đeo lưng giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng máy trong thời gian dài. Với chiếc bình xịt điện Takeo TK16 này có tốc độ phun nhanh, diện tích phun lớn, giúp lượng thuốc phun ra được lan rộng và đồng đều hơn. Nhờ vậy mà hiệu quả phun được cao hơn gấp nhiều lần so với bình xịt phun thuốc thông thường. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Takeo TK16 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.